đây là hình ảnh đang gọi là hình ảnh hạ thủy đó. Đấy. À, những chiếc thuyền xuống để sắp tới đại lễ thì chúng ta sẽ được ngồi du ngoạn trên những chiếc thuyền nhỏ như thế này. Đây là thuyền mình được phát từ Tràng An ra đấy ạ. Thế là các cô cũng từ trong Tràng An ra. Thế là bắt đầu từ ngày mai rồi. Từ ngày mai là các cô chèo thuyền được rồi. Này, một vé là lên bao nhiêu cô nhỉ? Vâng. Thế ở trong kia thì bình thường là bao nhiêu cô? Chứ còn ở trong kia, trong Tràng An, Tràng An ấy, 200 một lần. Một lần là mấy người lên được? Thế là sẽ trèo trùng quanh ở đây.